ảnh đế đứng đầu làng giải trí lần đầu tiên đóng cảnh nóng. Đã vậy là lại là đóng cùng với một hồ ly, anh cắn cúc áo của tiểu hồ ly ra, khiến cho cô đỏ mặt tía tai. Chắc là được rồi đấy, sao vẫn chưa hô dừng vậy? Khi chiếc áo sắp rơi hẳn xuống, đạo diễn mới hô dừng, nhưng ảnh đế Lận Châu lại chảy cả máu mũi. Ai mà ngờ được rằng ảnh đế mấy hôm trước còn đang chán ghét hôn nhân sắp đặt, giờ lại hận không thể ăn tươi nuốt sống vợ ngay tại chỗ. Diệp Phù Dư vừa mới thành niên, nhà nước đã phát cho hẳn hai đời chồng, nhưng mà đều bị cô dọa bỏ chạy. Mãi mới tự do được 2 năm mà quốc gia lại phân cho cô một anh chồng ảnh đế nhan sắc ngút trời. Nhưng Diệp Phù Dư vẫn không hài lòng, đẹp trai đấy nhưng tính nóng như kem, vẻ ngoài lạnh lùng cộc cằn, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, sợ nhất còn có fan của anh nữa, có thể khiến cô sống không qua năm sau. Diệp Phù Dư đang muốn chạy đi thì bị Nguyệt Tỷ nắm lấy đuôi, sau đó còn nói đùa: ôi cô nương này phấn khích đến không đợi được rồi này. Ảnh đế cũng có chút do dự: tôi nhớ là trong 2 năm nếu hai bên không có tình cảm thì có thể ly hôn đúng chứ? Nguyệt Tỷ vui vẻ đẩy Diệp Phù Dư vào lòng anh: nhưng mà có cô vợ đáng yêu như này cậu nỡ bỏ sao? Lận Châu bất lực lấy chứng minh thư ra, lúc đến Diệp Phù Dư, Nguyệt Tỷ xách cô lên sau đó lắc lắc mấy cái, chứng minh thư cũng phải rơi xuống. Nguyệt Tỷ vui đến cười không ngậm được miệng, cuối cùng cũng có thể xử lý được hai tên này, chúc hai vị tân hôn vui vẻ. Sau đó cũng không quên cảnh cáo cả hai, đừng có mà chơi cái trò tách nhau ra ở 2 năm, trường hợp đấy cục không giải quyết đâu nhá, rồi thì về nhà làm chuyện cần làm đi. Nói xong liền tống hai người ra khỏi cửa không thương tiếc. Lận Châu tìm hiểu thì mới biết vợ mình cũng là người trong ngành, nhưng mà chỉ là một diễn viên không có tên tuổi. Anh cao ngạo tựa người lên xe, nói xem cô là yêu quái nào. Diệp Phù Dư rất không thích thái độ của anh: tại sao tôi phải nói cho anh? Không khí ở nên căng thẳng, đây là thái độ cô nói với chồng và tiền bối à? Anh liếc nhìn Diệp Phù Dư một lượt, rất nhanh cũng có đáp án. Anh cúi xuống gần cô: tiểu hồ ly nhà cô trưởng thành chưa vậy? Diệp Phù Dư đỏ mặt, sau đó cô trèo lên xe đi mất hút. Hôm sau lúc cô mở mắt ra, cô nhận được tin nhắn của ông chồng vô sỉ: chuyển qua đây ở với tôi, ứng ép ở chung thì đã đành, lại còn không ăn thịt. Diệp Phù Dư tức điên ném luôn điện thoại ị trong tay xuống. Hồ ly mà không ăn thịt thì sống sao? Nhưng rồi cô lại nghĩ đến Nguyệt Tỷ, nếu không làm theo chắc chắn sẽ không sống yên với bà. Thế là cô đành bất lực tìm Vu Lam giúp mình chuyển nhà. Vu Lam nghe thấy cô kể: tiểu Dư cô được ở cùng với ảnh đế Lận Châu á? Diệp Phù Dư rất chán nản: là bị bắt ép, wow ngưỡng mộ ghê, ước gì mình cũng bị ép như vậy. Nhưng nếu chuyện này mà bị chị quản lý Thiến Thiến biết được thì chắc chắn cô sẽ bị xé làm đôi. Chị Thiến fan mẹ của Lận Châu đấy, tất cả những nữ minh tinh có ý định tiếp cận đều bị chị ấy xé hết. Vu Lam không nói thì tốt, vừa nói lại khiếp cô điên lên. Chuyện này đầu tiên phải giữ bí mật, rồi sau đó nghĩ cách khác. Sau đó hai người đứng ngơ ngác trước cửa nhà của Lận Châu, cảm thán là có tiền đúng là thích thật, cái tên có tiền đáng ghét, đến cả cửa cũng rát vàng. Diệp Phù Dư có dự cảm không lành lùi về phía sau, sau đó đụng phải một người. Lận Châu phất bay biến màu vàng của ăn nhà thành màu trắng. Lúc này Vu Lam cũng bị đuổi ra ngoài: cảm ơn cô đã tiễn vợ tôi về. Sau đó đóng cửa cái duyên. Đột nhiên lúc đó trong đầu của Vu Lam xuất hiện cảnh tượng hai người cường bạo. Sau đó cô ấy kích động hét lên: tiểu Dư nhà chúng tôi còn nhỏ, ảnh đế nhẹ nhàng chút, còn ảnh đế ở trong đang ép Diệp Phù Dư vào tuồng. Sau đó chia phòng, cô ở tầng 2 tôi ở tầng 3, không được chạy loạn trong nhà. Diệp Phù Dư cũng nhanh chóng gật đầu, chỉ cần không ngủ cùng nhau là được. Lúc đang vui vẻ thì anh lại ép cô vào tường một lần nữa: tôi ăn chay, ăn thịt không tốt cho cơ thể, cô cũng nên cắt đi. Diệp Phù Dư nhanh chóng phản bác: tôi là hồ ly tinh, anh mà làm như thế là không có nhân tính. Lận Châu cũng không khách khí nói: tôi không phải người, một tiểu hồ ly vừa mới trưởng thành ở cùng phòng với ảnh đế liền lập tức bị thu hút, anh không chỉ vuốt đuôi cô mà lại còn vuốt ve từ đầu đến chân. Đến tối Diệp Phù Dư nhìn thấy một bàn đồ ăn toàn rau thì rất chán nản: đây là thứ hồ ly tinh có thể ăn à? Lận Châu mở miệng nói: ăn nhiều rau tốt cho sự phát triển cơ thể. Diệp Phù Dư hậm hực: có điên mới tin anh, đợi lát nữa tôi sẽ ra ngoài đặt 20 cái đùi gà. Nhưng anh chồng làm một câu: sau 9 giờ tối bị cấm cửa, không được ra ngoài. Diệp Phù Dư hóa đá luôn: tên này đi guốc trong bụng mình à? Sao mình nghĩ gì hắn cũng biết vậy. Tiểu hồ ly muốn đi tắm, Lận Châu lại cầm đến một bản hợp đồng, bên trên viết hết tất cả những điều cấm. Tiểu hồ ly dựng ngược lông lên, cô nhìn những điều kiện trên hợp đồng: đây mà là điều kiện à? Tôi không chấp nhận à? Anh lại bắt đầu dở trò: nếu biểu hiện tốt tôi sẽ mua đùi gà cho. Thế là Diệp Phù Dư lại thu lông lại: lấy bút ra đây, nhanh ký nào. Nhưng cô rất thắc mắc: nếu như không may phạm quy thì sao? Anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy sát khí: vậy thì giày vò cô đến chết. Diệp Phù Dư sợ đến cục cả đuôi. Vừa nhìn vậy thì Lận Châu lại nghĩ đến một vấn đề: cô là hồ ly chín đuôi sao? Cô ngơ ngác: không, một đuôi thôi, chú nói rồi phải tu luyện thêm mới có thể có 9 đuôi. Không ngờ là vợ hồ ly của anh lại là một hồ ly cao cấp. Lận Châu bất giác đi đến giơ tay ra vuốt đuôi cô. Diệp Phù Dư ngượng chín mặt thu đuôi lại: đồ lưu manh, anh phạm quy rồi. Lận Châu lại dỗ ngọt: ngày mai mua dùi gà cho cô. Sau đó anh đi về phòng tắm luôn. Không ngờ chỉ là đuôi mà có xúc cảm như vậy, anh nghĩ là sau ngày nào cũng phải vuốt mới được. Còn ở chỗ Diệp Phù Dư,
Cô vừa kết thúc một ngày loạn cao cao, bây giờ chỉ muốn nằm dài không làm. Cô không thể không thừa nhận ra anh chồng này của cô rất đẹp trai. Nhưng không biết là bản thể của anh là gì. Nguyệt tỷ từng nói anh ở dưới biển, vậy ở dưới biển có gì? Rùa biển, sứa, cá trình hay là mực nang? Nhưng tính cách kỳ quái như vậy thì chắc là cá trình. Thế à, cả tối đố cô đều mơ tình bị cá trình trói chặt. Đáng ghét, mua cút đi. Lận Châu xuất hiện ngay sau lưng. Dám bảo tôi cút, tôi sẽ giàu vào cô. Diệp Phù Dư sợ hãi ngồi bật dậy. Ngoé, đúng là mình và cá trình Lận Châu bát tự không hợp. Tiểu hồ ly đột nhiên ấn anh chồng vào tường, lại còn nói muốn thịt anh. Việc này khiến Lận Châu luôn chủ động cứng đờ người, chỉ có thể nhanh chóng điều hòa nhịp thở để bình tĩnh lại. Nhưng mà lúc bắt đầu tiểu hồ ly không như vậy. Vừa mới đến nhà chồng đêm đầu tiên, cô đã mơ thấy bị anh chồng cá trình giày vò khiến cho cô mệt mỏi cả ngày. Cô vừa mới xuống lầu thì đã thấy Lận Châu đang nhàn nhã pha cà phê. Sao vậy, ngủ không ngon sao? Diệp Phù Dư tìm đại một lý do, mấy ngày nữa phải về đoàn phim quay phim rồi, cho nên vẫn chưa quen. Tôi thấy hôm nay anh có lịch trình mà. Lận Châu kiêu ngạo, tưởng vợ là fan của mình. Tiểu hồ ly bất lực, nhưng vẫn phải đóng giả thành fan. Nhưng ngay giây sau anh hỏi một vấn đề đã có thể lật tẩy cô. Trả lời sai bắt buộc phải chấp nhận trừng phạt. Lận Châu nói xong thì thi triển pháp thuật. Diệp Phù Dư như là bị khống chế, biến thành hình dạng thật, một chú hồ ly bé bé xinh xinh, cuộn tròn thành một đống, khiến người ta không nhịn được mà nhấc cổ cô kéo lên. Anh xoa bụng cô, lại còn khen chỗ này sờ dễ chịu. Diệp Phù Dư liên tục vùng vẫy, tên điên này coi cô là thú cưng chắc. Sau đó đột nhiên Lận Châu nắm lấy đuôi cô, điểm yếu chí mạng của cô, cứu với, đó là nơi mẫn cảm lắm đó. Sau đó Lận Châu dịu dàng vuốt ve cô, từ đầu cho đến đuôi, cả người tiểu hồ lý run rẩy nằm trong tay Lận Châu. Sau đó anh lại lấy điện thoại ra, muốn cùng nhau chụp bức ảnh đầu tiên của hai vợ chồng. Sau khi xong chuyện thì cô bị ném luôn xuống dưới đất. Anh muốn công khai sao? Cô lúc này rất muốn biến thành người để có thể giật điện thoại của anh. Nhưng mà lúc biên lại được thì anh đã đăng bài được mấy giây rồi. Đã có rất nhiều comment, Diệp Phù Dư giận tím người, còn Lận Châu thì ngồi nhìn cô hậm hực, trong lòng chỉ thấy vui vẻ. Anh không để ý là trái tim băng giá của anh đã bắt đầu bị sự đáng yêu của hồ ly làm cho tan chảy rồi. Nữ chính của phim đố kỵ vì nữ diễn viên bé nhỏ lại đẹp hơn mình. Lúc cô ta ở trong thang máy thân mật với đạo diễn lại bị cô diễn viên bắt gặp, vốn muốn dạy dỗ diễn viên đó, nhưng không ngờ cô ta lại bị vả mặt. Đạo diễn ở đó đánh phủ đầu, tôi nghe nói cô bất kính với tiền bối, giờ cô ấy cũng ở đây, mau xin lỗi cô ấy đi. Diệp Phù Dư cười tươi rói, bố mẹ tôi chỉ dạy là ở nơi công cộng, không được làm những chuyện mất mặt. Thấy đối phương khiêu khích như vậy cô cũng không chịu nhường. Còn cô ta thấy một diễn viên nhỏ bé mà kiêu ngạo như vậy, đến cả đạo diễn cũng tức điên lên. Tiểu Diệp, tôi là đạo diễn của cô dám dùng thái độ này? Diệp Phù Dư cắt ngang, sau đó bày ra tư thế quyến rũ. Đạo diễn sao anh lại chọn tôi, thì anh tự biết rõ. Đạo diễn thất thần nhìn cô rời đi, nhưng rồi không biết là Diệp Phù Dư đã làm gì, mà đột nhiên anh ta đỏ mặt tía tai tim đập loạn lên. Anh ta thở gấp, đến cả người phụ nữ kia cũng cảm thấy rất nóng. Một giây sau đạo diễn ôm lấy cô ta, sau đó ở trong thang máy có những hành động khó tả. Ngày hôm sau, Diệp Phù Dư còn đang mơ màng, thì Vu Lam đã đưa điện thoại đến bắt cô xem. Đạo diễn Ngô và bạn gái Bối Ni ở trong thang máy đã được lên hoi sớt, đúng là sống buông thả quá. Hai người đang điên cuồng thảo luận, sau đó Vu Lam có điện thoại, là đạo diễn mời Diệp Phù Dư đến phòng họp. Có lẽ hai người đó đã thấy tin tức ấy, vì cho rằng là cô đã đăng lên, nên muốn tìm cô hỏi tội. Diệp Phù Dư vân bình thản, ai thèm sợ, đừng quên, chúng ta là yêu quái, nếu bọn họ thích thì tiễn họ đi luôn cũng được. Hai người đi đến phòng họp, sau đó cả hai nghe thấy bố Ni khóc lóc. Đạo diễn thì an ủi, anh đưa Tiểu Diệp đến để xin lỗi em đây. Cô giả vờ như không biết gì, đạo diễn nói gì tôi không hiểu. Bố Ni quay đầu ra trách cứ, không cô thì ai, lúc ở thang máy có mấy người chúng ta, cô nhìn không nổi tình cảm thuần khiết của bọn tôi. Vu Lam nghe vậy mà muốn ói hết cả cơm tối qua ra. Diệp Phù Dư cau mày, không phải vì tôi đen đủi phải vào cùng thang máy với hai người, mà hai người có thể vu khống tôi. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng kinh tởm đó đâu. Bối Ni tức đỏ mắt, nói không lại nên định đánh cô, nhưng Diệp Phù Dư lạnh mặt nhìn cô ta. Một giây sau Bối Ni trượt chân, sau đó tự tát vào mặt của mình. Đạo diễn ngơ ngác, Bối Ni em làm gì mà tự đánh mình vậy? Bối Nu tức nghiến răng, sau đó định giơ tay lên đánh cô tiếp, nhưng kết quả lại tự đánh vào mặt mình. Bối Ni cứ tự tát mình đến sắp rụng cả răng. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Đạo diễn cũng thấy có gì không đúng, nhưng Diệp Phù Dư chỉ cười nói, đạo diễn anh nhìn tôi làm gì? Bạn gái anh vẫn đang nằm trên đất kia.